Xin chào các bạn. Cây thồm lồm còn có tên gọi khác là cây đuôi tôm, mía giò, mía bẻ, mía nung, cây lôm, chuồng chuồng, hỏa khôi mẫu. Thồm lồm có dạng thân thảo chia ra thành các đốt. Mỗi cái lá của nó mọc ra là một đốt nhé. Thì ở phía cuống lá của nó có màu hơi đỏ đỏ, hoặc là ở cái phần ngọn non của nó ấy. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy. Lá của nó thì thuôn dài và lá thuôn hình trứng đuôi nhọn. Đuôi lá nhọn. Thì cây này nó có thể lan dài ra, thậm chí là hàng mấy mét cơ. Hoa thì màu trắng, quả thì chín có màu tím. Quả rất là nhỏ, còn nhỏ hơn cả đầu đũa cơ, có khi thì to bằng đầu đũa. Và cái phần thân của nó thì cũng nhỏ như cái đũa thôi. Đấy, hoa quả nó đây. Cây này thì thường mọc hoang ở ven đường, ở những nơi ẩm ướt, có ánh sáng cao hoặc là vừa phải. Cây thồm lồm thì được dùng để chữa bệnh thồm lồm ăn tai. Cách dùng như sau: người ta dùng lá giã hay là nhai nhỏ đắp lên nơi tai bị loét, gọi là bệnh thồm lồm ăn tai. Còn ở Indonesia, nước ép của cây này dùng chữa bệnh về mắt. Theo Quảng Tây Trung Dược Chí, năm 1963, tập 2, nhân dân Quảng Tây dùng cây này với tên địa hồ điệp hay là hỏa không đăng, hỏa khôi mẫu, với tính chất vị ngọt, tính bình, không độc, vào ba kinh can, tỳ và đại tràng, có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, trừ thấp, tiêu thũng, chỉ thống, làm hết đau, chữa lị, trị bì phu thấp độc, ung thũng, sưng đau. Này uống từ 12 đến 20 gram dưới dạng thuốc sắc, dùng ngoài thì không kể liều lượng. Thồm lồm là một cây có tác dụng diệt khuẩn rất là tốt, và mình sẽ đọc đoạn này để cho các bạn hiểu rõ hơn nhé. Trong tài liệu thì có ghi Nguyễn Xuân Hiểu, khoa da liễu, quân y viện 108, sức khỏe, tháng 7 năm 1968, căn cứ vào kinh nghiệm nhân dân dùng thồm lồm chữa thồm lồm ăn tai và thực chất là loét kẽ tai do nhiễm liên cầu khuẩn, thử áp dụng chữa những bệnh ngoài da nhiễm liên cầu khuẩn khác như là chốc đầu, chốc mép, chốc da thường, eczema, nhiễm khuẩn. Kết quả trong 18 tháng đã chữa 11 trường hợp, chốc đầu thì khỏi 9, từ 4 đến 8 ngày. Loét kẽ tai chữa 5 thì khỏi 4, sau 5 đến 10 ngày. Chốc mép chữa 1 khỏi 1, sau 15 ngày. Viêm da nhiễm khuẩn chữa 4 khỏi 4, sau 4 đến 7 ngày. Đặc biệt đã chữa một em bé bị chảy dãi nặng, da cằm bị viêm đỏ chợt tanh hôi, đã dùng nhiều thứ thuốc không khỏi. Khi dùng dung dịch lá thồm lồm chấm mỗi ngày 2 đến 3 lần, chỉ sau 5 ngày cằm hết viêm đỏ, gia đình tự động cho em bé uống mỗi ngày từ 2 đến 3 thìa con dung dịch lá thồm lồm. Việc sử dụng này ngoài chỉ định của thầy thuốc thì cùng với bệnh viêm da cằm, bệnh chảy dãi cũng khỏi dần, sau hơn 1 năm không thấy tái phát. Cách và liều lượng sử dụng của bệnh viện 108: hoặc lấy lá tươi, rửa sạch giá nhỏ, cho thêm nước lá, đun sôi để ấm, lọc qua gạt thành một dung dịch đặc, hoặc lấy 5 kg lá tươi, cho vào 10 lít nước đun cạn còn 2 lít, lọc và cô thành cao, dùng dung dịch lá tươi hoặc là cao bôi lên nơi có tổn thương 2 đến 3 lần. Trước khi bôi thuốc có thể kết hợp rửa ngâm tắm bằng nước lá đun sôi để ấm, pha thêm muối, thuốc tím loãng hoặc là nước có vỏ lá thồm lồm tươi. Cần chú ý tránh kỳ cọ, vò sát mạnh làm bật máu trượt ra thêm. Eczema thì chữa 14 bệnh nhân khỏi hẳn, một người 9 bệnh nhân đỡ chảy nước, 2 không chuyển biến, 2 thì nặng thêm, cho thêm. Cho nên các tác giả kết luận đối với eczema, thuốc chỉ có tác dụng làm giảm triệu chứng cấp tính. Còn đơn thuốc có thồm lồm dùng để uống, ngoài cách uống tự động nói trên thì Trung Quốc người ta uống thồm lồm như sau: thồm lồm 12 gram khô, sao với mật
cho vàng, sắc với nước để chữa lị. Đấy, đấy là những gì mà tài liệu nói về cây thùng lùm này. Thì nó có những tác dụng khá là hay. Thì ở chỗ các bạn sử dụng cây thùng lùm này để chữa những bệnh gì và chữa như thế nào? Bạn nào biết được thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.